Cho các bạn, còn ít phút nữa sẽ diễn ra sự kiện Apple ra mắt sản phẩm mới. Và một tin vui khá thú vị dành cho các bạn đang sử dụng Galaxy Note 5, đó là đã có bản cập nhật phần mềm Android 6.0. Để cập nhật thì các bạn sẽ vào phần cài đặt. Chúng ta sẽ vào phần thông tin thiết bị và sẽ vào phần cập nhật phần mềm. Máy hiện tại đang chạy cái phiên bản Android 5.1.1. Và để cập nhật phần mềm thì các bạn lưu ý là dung lượng pin sẽ trên 50%, nếu mà thấp hơn thì các bạn nên sạc, quá trình cập nhật nó được diễn ra nhanh hơn. Thì cái bản cập nhật này thì mình thấy là nó trên 1 GB lận, nên nếu mà máy chúng ta không đủ bộ nhớ thì các bạn hãy dọn dẹp cho máy nó trống để quá trình cập nhật nó được nhanh hơn. Và cái dung lượng để cập nhật nó khá là cao nên các bạn cần phải kết nối với mạng wifi mạnh để cho cái quá trình cập nhật được diễn ra nhanh hơn. Máy đang trong quá trình cập nhật. Phiên bản cài đặt Android 6.0 đã được tải về rồi. Chúng ta chỉ cần bấm vào phần cài đặt thôi. Rồi bấm vào OK. Máy sẽ khởi động và sẽ tiến hành cái quá trình cài đặt. Thì đây là cái hệ thống đang tiến hành cập nhật cái phiên bản phần mềm Android 6.0. Bạn thấy ở dưới đây là có để số phần trăm bản cập nhật là được là 7%, 8%. Cái quá trình cập nhật đã sắp sửa thành công, đang nâng cấp Android. Giờ đây chúng ta sẽ kiểm tra xem cái máy chúng ta đã cập nhật thành công chưa nhé. Chúng ta sẽ vào phần cài đặt và chúng ta sẽ xuống phần thông tin thiết bị. Rồi, thông tin phần mềm. Đây, các bạn thấy là máy đã thông báo chúng ta đã cập nhật xong cái phiên bản Android 6.0.1. Vâng, đây là cái quá trình cập nhật phiên bản Android 6.0 đã hoàn tất. Và các bạn hãy chia sẻ bên dưới những cái điểm mới mà các bạn nhận thấy trong cái bản cập nhật lần này. Xin cảm ơn các bạn.